Thưa quý vị và các bạn, sau một năm nhận giải thưởng lớn tại hội thi Intel ICEP quốc tế ở Hoa Kỳ với dự án nghiên cứu khả năng gắn và tiêu diệt một số tế bào ung thư của kháng thể kháng nhân, cái tên Hoàng Lữ Đức Chính, học sinh chuyên toán trường Trung học phổ thông chuyên Thăng Long Đà Lạt, trở nên ấn tượng và được nhiều bạn bè biết đến. Bởi Chính không chỉ là một học sinh giỏi mà còn năng nổ trong hoạt động phong trào. Bước vào năm học cuối cấp này, Đức Chính đã ấp ủ nhiều dự nghị thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng. Mời quý vị và các bạn cùng làm quen với cậu học trò này. Với vóc dáng cao, gầy và nét mặt hay cười, Đức Chính luôn để lại ấn tượng tốt cho mọi người mỗi khi được trò chuyện, có thể kể đến trong năm học vừa qua. Ngoài giải 3 thi Intel Excel ở Mỹ, thì Chính còn được giải nhất môn toán cấp tỉnh, huy chương bạc Olympic 30 tháng 4 khu vực phía Nam, giải khuyến khích môn toán cấp quốc gia. Ngoài ra, mạnh dạn tham gia trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học về môn sinh và giành được giải nhất, giải nhì chung cuộc cấp quốc gia. Năm học 2016-2017 là lớp học cuối cấp của lớp chuyên toán, trường chuyên Thăng Long Đà Lạt. Đức Chính cũng ấp ủ nhiều dự tính cho tương lai. Mặc dù yêu thích và theo đuổi môn toán, nhưng em còn đam mê bộ môn sinh học và anh văn. Do đó, ngành y đa khoa là lựa chọn khi được Chính đề cập đến. Lúc đầu mà em chọn môn toán là bởi vì là em cảm thấy môn này là một môn học rất là logic và nó làm cho em cảm thấy hứng thú khi mà học nó, cũng như là cái cảm giác mà khi mình giải được các cái bài toán khó thì nó rất là thỏa mãn. Rồi sau đó thì cũng là vì là môn toán nó là một môn công cụ, nó hỗ trợ rất nhiều trong về mặt tư duy khoa học, do đó là em chọn môn này để có thể theo đuổi những sự nghiệp, hỗ trợ cho những sự nghiệp của mình sau này. Em đang tập trung ôn luyện cho kỳ thi vào đại học bởi vì em muốn chọn thi vào y đa khoa thì nó rất là khó, cho nên em cần phải tập trung và đầu tư nhiều hơn về môn học của mình. Tuy nhiên thì em vẫn còn đang phân vân về lựa chọn là có nên đi du học hay không. Em rất là yêu thích bộ môn sinh học và em muốn tiếp tục học hỏi về nghiên cứu về con người, về cơ chế bệnh, về cách chữa bệnh vân vân. Và cái thứ hai là em cảm thấy là khi mà học y thì em có thể giúp đỡ được rất là nhiều người khác. Với cậu học trò này, ngoài việc học giỏi đều các môn, thì Chính còn đảm nhận vai trò là chủ nhiệm câu lạc bộ kỹ năng sống gồm 30 thành viên. Tại đây, Đức Chính và các bạn đã cùng nhau xây dựng nhiều kế hoạch, đưa ra nhiều chương trình thiết thực để lại dấu ấn cho lớp cũng như cho trường, như chung tay đón Tết, làm công tác xã hội giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở những trường vùng ven, xây dựng kế hoạch nhỏ. Là người biết phân bổ lịch học, nắm vững kiến thức cơ bản, nên việc học đối với Chính cũng khá nhẹ nhàng. Vì vậy, Chính cũng có thời gian để tham gia tốt các hoạt động phong trào do trường tổ chức. Mỗi khi rảnh rỗi, cậu học trò này lựa chọn game là trò chơi giải trí yêu thích nhất. Vì theo Chính, trong những thế trận của game cũng đòi hỏi mình phải tính toán, luyện trí. Qua đó cũng có sự kết hợp giữa chơi và học. Chính luôn là tâm điểm về một gương sáng trong học tập, cũng như các hoạt động phong trào cho nhiều bạn cùng trang lứa noi theo. Em thì đã học cùng lớp với Chính từ cấp 2, tức là em đã chơi với Chính được khoảng 7 năm nay. Và bạn Chính thì luôn là một con người nghiêm túc trong học tập và rất là có trách nhiệm với lớp, kể cả trong công việc từ học tập đến công việc đoàn thể. Và bên cạnh đó thì bạn Chính là vừa thông minh, vừa có cái cách phương pháp học rất hợp lý. Bên cạnh đó là bạn còn rất là chăm chỉ và thực sự rất là nỗ lực trong học tập. Thì đối với em cũng như là có thể là với các bạn khác thì bạn Chính vẫn luôn là một tấm gương để chúng em nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tích. Về phía ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo luôn đánh giá cao về Đức Chính. Đối với thầy giáo Đặng Văn Đoạt, ngoài làm công tác quản lý thì thầy còn dạy bộ môn toán và là người hướng dẫn trực tiếp, góp nhiều ý kiến cho Chính trong các kỳ thi toán. Thầy đã đánh giá khá cao về cậu học trò này. Tôi đã tiếp xúc với em từ năm lớp 10 chưa? Tôi đã thấy năng lực của em phát triển tốt rồi. Sau đó thì năm lớp 11 thì tôi có dạy đội tuyển toán và cũng là công tác quản lý nghiên cứu học của nhà trường. Thì trong cái lĩnh vực toán học thì em chưa có năng lực, em học hành trong khó khăn mà em đều có thể là trao đổi bạn bè và với thầy cô. Thì tôi có kế hoạch là chắc là tìm những học sinh có tố chất hiển nhiên chính, gần gần như thế cũng tốt,
và từ đó nhà trường sẽ đào tạo bồi dưỡng đấy, thứ nhất là giúp các em đó, có cái bước đầu nghiên cứu học, tham gia nghiên cứu học cũng như là cái nền tảng các em thật tốt để các em bước vào cái giảng đường học nó tốt. Gương sáng học sinh Hoàng Lữ Đức Dính đã góp thêm những trang vàng giúp nhà trường phát triển mạnh hơn trong công tác đào tạo mũi nhọn, để rồi sẽ có nhiều lớp thế hệ học trò đã thành tích cao bước ra xã hội với bao hoài bão lớn, trong đó trò nhỏ Đức Dính để tiếp thêm lửa đam mê. Đặc biệt các màu thổ cẩm Nam Bao không sử dụng màu hóa học mà dùng các nguyên vật liệu có sẵn trong tự nhiên như màu đỏ của điều, màu xanh của lá xoài và lá cây rừng, màu vàng của nghệ, v.v.